Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Lan Anh vào bếp chia sẻ cách làm sạch lòng heo để làm những món xúc xích dồi sụn hay là dồi trứng rất là ngon tại nhà. Mình có mua ở đây là 400 g lòng non của con heo. Riêng tách riêng cái phần lòng và phần mỡ cơm sôi này ra. Sau khi mà mình lột xong, đây là phần lòng của mình, còn đây là phần phần mỡ. Để riêng cái mỡ vào đây. Mình bỏ vào đây vài hột muối. Rồi trộn đều cái mỡ này lên với muối. Để riêng ở đây cái phần lòng này thì mình sẽ đi vuốt, mình sẽ vuốt nhẹ như này. Mình bỏ vào một cái túi ni lông để cái phần hỗn hợp bên trong lòng đó, nó sẽ rơi vào bì ni lông, nó không có rơi ra cái tô. Tiếp tục bước thứ hai. Bước thứ hai thì mình dùng một cái tép tỏi mình đã lột vỏ và mình đút vào một đầu. Và cũng tương tự như thế, mình vừa nặng vừa đẩy cho cái tép tỏi nó chạy ở trong cái ruột heo. Nó sẽ làm sạch cái phần phần lòng ở bên trong. Lấy hết được cái cơm của lòng. Rồi, tỏi ra thì nó cũng ra thêm một ít lòng heo nữa. Tương tự mình sẽ làm cho đến hết nha. Mình bỏ vào trong cái lòng heo này một ít muối hột. Và xoa bóp nhẹ nhẹ. Đi lộn lòng heo thì dễ lắm các bạn. Bẻ cái khúc lòng đầu tiên xuống, đút một ngón tay được vào. Đó, mở nước ra và cứ thế mình thả vào. Cứ thế thả cái khúc lòng heo mình vào. Đó. Mình thả vào. Nước cứ chảy vào trong. Đó. Buốt ra. Lộn lòng heo rất là nhanh. Sau khi mình lộn xong, bỏ muối vào, bóp chà rửa bên trong. Cắt một quả chanh. Phết vào. Mình cũng cắt luôn cái vỏ này, cắt nhỏ cái vỏ này ra. Quá trình mình massage, mình chà cái ruột thì có cái vỏ chanh nó sẽ vừa thơm mà vừa nhanh sạch hơn. Mình hết muối hột có thể dùng muối iốt. Nói chung có muối là được nha các bạn. Muối, chanh và vỏ chanh. Massage thật kỹ. Dùng cả vỏ chanh vào cho nó sạch. Sau đó mình rửa lại. Rửa lại cho sạch. Mình bỏ vào đây một ít bột. Bột gì cũng được các bạn, miễn là bột. Rồi bỏ lòng vào. Mình sẽ massage bột vào trong lòng. Đó. Làm sao cho toàn bộ cái lòng nó đều dính bột. Chất dơ gì mà còn lại ở trong lòng nó đều sẽ hít vào trong bột. Rồi bây giờ mình rửa lại sạch bột thì là lòng sạch, chắc chắn là sạch luôn. Rửa lại thật nhiều lần nước để cho nước trong thì thôi. Nước đã trong rồi này các bạn. Đó. Bây giờ cái phần này đã sạch rồi, mình lại lộn ngược lại về bên ngoài. Đó, mình sẽ dùng cách như hồi nãy á. Khi lộn xong mình lại vuốt. Sau khi mình lộn lại thì mình cũng rửa sạch sẽ, lột hết những cái mỡ mà nó còn dính này các bạn. Lột bớt cái lớp lụa bên ngoài này. Cứ như thế mình lột cho hết chỗ lòng của mình nha. Mình bỏ vào đây một cốc rượu, rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng. Bỏ vào đây 1/2 thìa cà phê muối. Massage cái phần lòng này với rượu và muối. Mình ngâm ở đây khoảng 5 đến 7 phút.
để cho lòng nó thơm. Sau 5 đến 7 phút thì mình vớt ra cái vợt và để ráo, không có rửa lại nước lạnh nghe. Nếu mình dùng hết thì dùng hết, còn dùng không hết thì khi nó ráo rồi mình bỏ trong túi ni lông và cất vào ngăn đông. Mỗi lần mình muốn dùng lấy ra rã đông. Mình đã hoàn thành cái phần làm sạch lòng để mà mình làm dồi sụn hoặc là dồi lòng heo hoặc là làm xúc xích. Làm tại nhà cách này rất là sạch sẽ, đơn giản nhưng mà ăn thì đảm bảo vệ sinh và rất ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.